Mở đầu hội thảo, tiến sĩ sử học Nguyễn Hồng Kiên, người phụ trách khai quật khảo cổ học di tích Đản Xã Tắc, đã đưa ra những dẫn chứng để minh chứng cho sự tồn tại của Đản Xã Tắc. Ba căn cứ quan trọng là các thư tịch cổ, sách cổ, cấu tạo địa chất và các tầng văn hóa, căn cứ về di vật. Theo đó, có lần khai quật khảo cổ được tiến hành cách đây 10 năm đã cho thấy các dấu tích Đản Xã Tắc thời Lý, Trần, Lê. Địa điểm thăm dò khảo cổ đúng là khu vực Đản Xã Tắc Thăng Long có niên đại kéo dài từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Câu hỏi được đưa ra thảo luận tại buổi tọa đàm là Đản Xã Tắc Thăng Long có đáng được bảo tồn hay không? Nhiều nhà khoa học đã không thể trả lời thẳng thắn vào vấn đề trên. Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng cho rằng, theo 5 tiêu chí cơ bản của Đản Xã Tắc, phạm vi của Đản Xã Tắc là khá rộng. Khu vực di tích được khoanh vòng chỉ là một phần rất nhỏ. Hiện đã có rất nhiều công trình giao thông, nhiều hộ dân nằm trên khu vực này. Hôm nay căn cứ vào cái tư liệu thì toàn bộ hiện nay nội đàn của Đản Xã Tắc nếu như tại chỗ đó thì chúng ta đang vi phạm luật di tích. Vì các bác biết là chúng tôi là ngành kiến trúc, ở dưới đó toàn đường ống, bể phốt, hố ga nằm trên toàn bộ nội đàn, nếu như đấy là nội đàn. Chúng ta đừng nghĩ là 100 vài trăm mét vuông là Đản Xã Tắc, mà 6.000 mét vuông là nội đàn. Theo ông Khanh, hiện nay đang có nhiều công trình vi phạm nghiêm trọng di tích Đản Xã Tắc, và việc coi những diện tích khai quật là Đản Xã Tắc cũng như việc xây một cây cầu là hành vi vượt lên đầu tổ tiên là không đúng. Cái mà chúng ta ở đây chúng tôi chụp ấy, là chúng ta đưa cái đấy là Đản Xã Tắc và chúng ta xúc phạm. Vì nó chỉ tuyên hẻ hơn 100 mét vuông và đưa một cái hòn đá lên. Và chúng ta coi là Đản Xã Tắc, vậy thì người nước ngoài hoặc con cháu chúng ta bảo ôi Đản Xã Tắc có thế này rồi ạ. Tiếp tục những tranh luận, phát biểu, các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải cặn kẽ về giá trị của Đản Xã Tắc trước những kết quả khai quật phát hiện được, tất cả mới chỉ dừng lại ở dấu tích. Vì vậy mà việc xây dựng một chiếc cầu vượt có ảnh hưởng thế nào đến di tích thì không có câu trả lời xác đáng. Vì nó là ẩn tích nằm dưới, thì ta không biết nó nằm ở chỗ nào. Nhưng rồi ta xây dựng cái cầu như vậy thì có khi để đụng vào nó. Vậy thì để giải quyết cái chuyện này đó, thì trước khi khởi công xây dựng nên có một cái cuộc khảo sát thăm dò và đào những cái hố thăm dò mà không phải là hố khai quật như mấy năm trước làm. Điểm chung của hầu hết những ý kiến phát biểu đều cho rằng đến nay chúng ta vẫn chưa xác định chính xác giới hạn quy mô của Đản Xã Tắc, chỉ biết rằng phạm vi rất rộng, nếu khai quật lên thì nhiều hiện vật, dấu vết đã bị tàn phá. Và lại điều này cũng không thể làm được khi hệ thống đô thị, sinh hoạt của người dân đã bao trùm lên đó. Bởi vậy có ý kiến cho rằng coi việc xây dựng một chiếc cầu là vi phạm di tích Đản Xã Tắc là quá to tát. Nếu mà nói là cái di tích Đản Xã Tắc này nó vô cùng là rộng, nếu mà nói đúng theo cái quy chế về Đản Xã Tắc thì nó sẽ rất là rộng. Việc mà đặt một cái cầu đi qua đấy, nó theo như tôi thì nó cũng không phải là cái gì nó ảnh hưởng ghê gớm lắm. Nhiều giải pháp đã được đưa ra để bảo tồn Đản Xã Tắc, mà việc dừng xây cầu không phải là giải pháp duy nhất. Có ý kiến cho rằng nên đặt tên đường, cầu là Xã Tắc, hay có biển chỉ báo nơi đây đã từng là Đản Xã Tắc, như vậy đã được coi là hành vi bảo tồn. Những tranh cãi có lẽ sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.